chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Nay mình trên tay với anh em Zippo hàng sưu tầm ha. Em này hàng cao cấp, xuất đi thị trường Nhật Bản nha anh em. Chất liệu là bạc pha vàng trắng, dòng xuất Nhật. Bản giới hạn chỉ 1.000 em trên toàn thế giới thôi nha anh em. Hạn chỉ chế tác 1.000 em thôi. Hàng cực hiếm luôn ha. Chủ đề em này là chiếc la bàn cổ và bản đồ châu Mỹ. Bản đồ châu Mỹ Latin phía sau ha. Em này được hãng chế tác bản giới hạn Limited Edition để tưởng nhớ tới sự kiện nhà thám hiểm Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ nha anh em. Với bản đồ với la bàn cổ thì có dòng chữ The Expansion of Say ha. Mô tả cái la bàn đi biển của nhà thám hiểm Christopher Columbus. Chất liệu thì bạc và vàng trắng kết hợp tạo nên một em Zippo rất là đẳng cấp nha anh em. Hàng full box, zin từ A tới Z, hộp giấy tờ đầy đủ hết ha. Hộp nhung sang trọng. Em này thì quá là đẳng cấp rồi, quá là sang trọng cho anh em trên tay sở hữu hoặc làm quà biếu, quà tặng cho người thân, đối tác công việc. Anh em nào kết em nó thì cứ alo mình nha anh em. Số điện thoại trên tiêu đề clip nha anh em. Chia sẻ với anh em đam mê toàn quốc chơi luôn ha. Đây là mặt trước em nó ha anh em. Chiếc la bàn cổ được hãng chế tác tỉ mỉ chi tiết. Bản giới hạn chỉ 1.000 em nha anh em. Hàng rất là hiếm cho anh em sưu tầm. Mặt sau là bản đồ châu Mỹ ha, châu Mỹ Latin. Kéo dài một phần ở trên là USA, là Hoa Kỳ ha. Xuống dưới là Nam Mỹ. Góc bên phải trên là cái la bàn đi biển luôn. Hàng zin hết nha anh em. Đẩy bằng ha anh em. Mỗi 100% zin từ A tới Z. Chưa hề đụng chạm em nói nha anh em. Rất là nhạy lửa ha. Hàng chính hãng bên mình thì luôn luôn chơi và chia sẻ với anh em hàng xịn chính hãng hết. Nào giờ anh em đã ủng hộ thì quá lắm rồi. Em này thì được hãng đặc biệt chế tác rất là tỉ mỉ công phu. Chiếc là bàn cổ ha anh em. Bản giới hạn rất là hiếm. Yêu có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó thì anh em vô trang Facebook mình ha. Click vô đường link ở dưới mô tả video clip anh em xem. Đây mình trên tay nhanh với anh em thôi. Về giá thì anh em gọi vô hotline giùm nhanh em. Em này hàng hiếm, chất liệu cao cấp, dòng xuất Nhật cho nên giá nó cũng không như mấy em bình dân ha. Anh em kết đam mê thì chơi thôi. Rồi kỹ anh em xem. Anh em yêu mến thì like, chia sẻ clip ha anh em, ủng hộ ha. Và ấn nút đăng ký kênh màu đỏ để có thể cập nhật lựa chọn những em Zippo tiếp theo trên trang mình. Em Zippo phù hợp với anh em. Giấy tờ đầy đủ ha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip ha. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ, an lành và gặp nhiều may mắn nha. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo nha anh em. Bye anh em.